tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều đau khổ, tất cả các pháp hữu vi và vô vi đều vô ngã. Kinh Pháp Cú. Chương 38. Con đường Niết Bàn. Ba La Mã. Tuệ minh sát. Khi đã tạm thời chế ngự các pháp triền cái, tức năm chướng ngại tinh thần, tâm hành giả trở nên trong sạch như mặt kiếm được lau chùi bóng loáng, phản chiếu mọi sự vật một cách rõ ràng, đúng với sự thật. Tuy nhiên, tâm định chỉ tạm thời đè nén những tư tưởng bất thiện mà không tận diệt. Các tâm bất thiện này có thể trồi lên mặt và tái phát một cách bất ngờ bất cứ lúc nào. Giới luật điều hòa hành động và lời nói, định kiểm soát tâm, nhưng chính tuệ giai đoạn cuối cùng giúp người có nguyện vọng từ phàm trở nên thánh, tận diệt mọi ô nhiễm mà tâm định tạm thời chế ngự. Hành giả bắt đầu phát triển quan kiến trong sạch để nhận thấy chân tướng của vạn pháp. Với tâm an trụ vào một điểm, hành giả phân tách và quan sát cái gọi là chúng sanh. Sự dò xét và quan sát này cho thấy rằng, cái được gọi là ta, cá thể hay tự ngã chỉ là sự cấu thành phức tạp của tâm và cơ thể vật chất, danh và sắc. Cả hai đều ở trạng thái luôn luôn biến đổi, luôn luôn trôi chảy như một dòng suối trường lưu bất tức. Khi đã có được quan kiến chân chánh về bản chất thực sự của cái gọi là chúng sanh và hoàn toàn dứt khoát với mọi ảo tưởng về một linh hồn trường cửu, hành giả cố tìm những nguyên nhân sanh ra cái ta và nhận định rằng thế gian này không có sự tự nhiên phát sanh mà không tùy thuộc ở một hay nhiều điều kiện trong hiện tại hay trong quá khứ. Vạn pháp đều do duyên sanh. Hành giả nhận định rằng kiếp sống của mình có đây là do vô minh, ái dục, thủ và nghiệp của kiếp quá khứ và vật thực trong kiếp sống hiện tại. Do năm nguyên nhân ấy, cái gọi là chúng sanh được cấu tạo, nguyên nhân quá khứ tạo điều kiện cho hiện tại, và cùng thế ấy, hiện tại tạo điều kiện cho tương lai. Chú tâm suy niệm như thế ấy, hành giả vượt lên mọi hoài nghi về quá khứ, hiện tại và tương lai. Tiếp theo, hành giả suy niệm rằng, tất cả các vật cấu tạo hay các pháp hữu vi đều vô thường, phải chịu đau khổ và không có một linh hồn trường cửu phải bất diệt. Hướng tầm mắt vào bất luận nơi nào, hành giả chỉ nhìn thấy ba đặc tướng ấy phát lộ rành mạch, rõ ràng, không thể lầm lẫn. Bây giờ, hành giả nhận thức rằng, kiếp sống chỉ là một sự trôi chảy, một di động liên tục, không gián đoạn. Dù ở các cảnh trời hay trên quả địa cầu, hành giả không tìm được nơi nào có hạnh phúc thật sự, bởi vì mỗi hình thức khoái lạc chỉ là bước đầu, mở đường đến đau khổ. Do đó, cái gì vô thường tất nhiên phải chịu đau khổ, và nơi nào đau khổ và biến đổi chiếm ưu thế thì không thể có một tự ngã trường tồn vĩnh cửu. Khi cố tâm chuyên chú hành thiền như thế ấy, sẽ có một ngày kia, trước sự ngạc nhiên của chính mình, hành giả chứng kiến một ánh hào quang phát tỏa ra từ thân mình. Lúc ấy hành giả thọ cảm trạng thái thỏa thích, hạnh phúc và vắng lặng. Trước kia chưa từng bao giờ được biết, hành giả càng củng cố tâm định và tinh tấn thêm. Tâm đạo nhiệt thành càng tăng trưởng, tâm niệm toàn hảo và tuệ minh sát càng trở nên sâu sắc một cách lạ thường. Lầm tưởng bước tiến bộ khá cao ấy là đạo quả thánh, nhất là vì thấy có hào quang, hành giả phát triển tâm ưa thích trạng thái tinh thần ấy,
nhưng sớm dần thấy rằng những hiện tượng mới ấy chỉ làm trở ngại cho những tiến bộ tinh thần mới ấy. Hành giả trau dồi và phát triển trạng thái trong sạch của sự hiểu biết liên quan đến con đường và không phải con đường. Để nhận thức con đường chân chánh, hành giả gom tâm quán tưởng vào sự phát sanh và sự hoại diệt của tất cả các pháp hữu vi trong hai trạng thái sanh và diệt. Sự hoại diệt nổi bật chiếm ưu thế hơn, nên dần dần gây ấn tượng mạnh hơn trong tâm hành giả. Bởi vì sự thay đổi được nhận thấy dĩ nhiên và rõ ràng hơn sự trở thành. Do đó, hành giả hướng tâm chú niệm của mình về sự phân tán của sự vật và nhận định rằng cả hai danh và sắc, hai thành phần cấu tạo cá nhân mình, luôn luôn ở trong trạng thái đổi thay, trôi chảy, không thể tồn tại giống hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Bây giờ, phát sanh đến hành giả sự hiểu biết rằng tất cả những gì bị phân tán đều là đáng sợ. Toàn thể thế gian phát hiện trước mắt hành giả như một đống củi đang phần cháy, một nguồn hiểm họa. Khi đó là hành giả suy tưởng về tánh chất rách nát, đổ dở và tạm bợ nhất thời của thế gian đáng kinh sợ này và có cảm giác nhàm chán đó và nảy sinh ra ý muốn tẩu thoát ra khỏi đó. Hướng về đối tượng ấy, hành giả chú tâm niệm trở lại vào ba đặc tánh vô thường, khổ, vô ngã và sau đó phát triển tâm xả trọn vẹn, hoàn toàn thản nhiên đối với tất cả các pháp hữu vi, không luyến ái, cũng không ghét bỏ hay bất toại nguyện đối với bất luận sự việc gì trên thế gian. Khi đạt đến mức độ tinh thần này, hành giả chọn một trong ba loại đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã, cái nào thích hợp nhất với mình và gia công khai triển tuệ giác theo chiều hướng ấy, cho đến ngày dễ dàng tươi sáng mà hành giả thành tựu mục tiêu cuối cùng, đạo quả niết bàn. Cũng như người đi trong đêm tối nhờ trời chớp nhìn thấy quang cảnh quanh mình rồi giữ lại hình ảnh ấy trước mắt một lúc lâu. Cũng thế ấy, do cái chớp bật sáng lên của tuệ giác, hành giả nhoáng chứng ngộ niết bàn một cách rõ ràng và hình ảnh ấy lưu lại trong tâm, không còn phai mờ nữa. Người đã thành tựu niết bàn lần đầu tiên được gọi là Tu Đà Hoàng, có nghĩa là người bước vào dòng suối chảy đến niết bàn lần đầu tiên. Dòng suối là bát chánh đạo. Một, vị Tu Đà Hoàng không còn là người phàm tại thế nữa, ngài đã là bậc thánh nhân. Khi bước vào dòng suối, vị Tu Đà Hoàng đã tận diệt ba thằng thúc, tức là ba trong 10 dây trói buộc cột chúng sanh vào cuộc phiêu lưu vô tận, sinh tử triền miên trong dòng luân hồi. Ba dây trói buộc ấy là A. Sakaya Ditthi bằng Sati cộng Kaye cộng Ditthi thân kiến, theo đúng nghĩa là quan kiến trong khi có một nhóm hay một hợp tổ tồn tại. Ở đây danh từ Kaya ám chỉ năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tin rằng có một thực thể không biến đổi, một linh hồn trường cửu, trong khi đó chỉ là một sự cấu thành phức tạp của những uẩn tâm vật lý, được gọi là Sakaya Ditthi, kinh Dhammasangani trong Di Diệu Pháp kể ra 20 loại lý thuyết khác nhau về linh hồn. Sakaya Ditthi thường được phiên dịch là ảo kiến về cái ta, hay thân kiến, lý thuyết về bản ngã hay ảo ảnh của bản ngã luận. B. Visikicha hoài nghi, có sự hoài nghi về 1. Đức Phật, 2. Giáo Pháp, 3. Giáo hội Tăng già, 4. Giới luật, 5. Quá khứ, 6. Vị lai, 7. Cả hai, quá khứ và vị lai, 8. Thập vị nhân duyên. C. Silapatthaparamasa, giới cấm thủ, tin tưởng vào những nghi thức và lễ cúng sai lầm
Kinh Dhammasangadhi giải thích chuyện này như sau. Có giáo lý của những vị tu sĩ và những vị bà la môn, ngoài giáo lý này, tức ngoài Phật giáo, dạy rằng có thể tự thanh lọc bằng cách giữ giới hay bằng nghi thức cúng tế hay bằng cả hai, nghiêm trì giới luật và theo đúng nghi thức cúng tế. Để từng diệt bảy thằng thúc còn lại, vị Tu Đà Hoàng còn phải tái sanh nhiều lần là 7 lần. Niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp và giáo hội tăng già của các ngài thật hoàn toàn vững chắc. Bất luận trong trường hợp nào và không vì lý do gì, các ngài còn vi phạm 5 giới căn bản, các ngài không còn tái sanh vào cảnh khổ. 2. Từ đây hành giả, bây giờ là bậc thánh nhân đã nhoáng chứng niết bàn từ xa, càng quyết tâm gia công, tiến bộ nhanh chóng, kiện toàn tuệ giác, thành tựu đạo quả Tư Đà Hàm, tầng thứ nhì trong 4 tầng thánh, bằng cách làm suy giảm 2 thằng thúc là tham dục hay lòng tham duyên theo dục giới, và bất toại nguyện. Danh từ Sakadagami có nghĩa là Diệt Lai, gọi vị Tư Đà Hàm là Diệt Lai, vì ngài còn tái sanh trong cảnh người chỉ 1 lần nữa thôi. Nếu trong kiếp hiện tiền ngài chưa đắc được đạo quả A-La-Hán, nên ghi nhận rằng vị thánh nhân đắc được tầng thứ nhì chỉ có thể làm suy giảm sức trói buộc chặt chẽ của 2 thằng thúc đã cột trói ngài từ quá khứ vô tận. Đôi khi các ngài cũng còn phải bận rộn với 1 vài tư tưởng luyến ái và sân hận, nhưng ở mức độ rất thấp. 3. Chỉ đến khi thành đạt tầng thánh thứ 3, A-La-Hán, hành giả mới trọn vẹn tận diệt 2 thằng thúc ấy. Kể từ đó, ngài không còn tái sanh vào cảnh người hay các cảnh trời dục giới nữa, vì đã hoàn toàn tận diệt mọi ham muốn thỏa mãn vật chất của dục giới. Sau khi viên tịch ở đây, ngài tái sanh vào cảnh giới vô phiên thiên, cảnh giới hoàn toàn tinh khiết, một cảnh giới thích hợp với các vị A-La-Hán. Ngài sẽ chứng đắc đạo quả A-La-Hán và sống hết tuổi thọ trong cảnh giới này. Một người cư sĩ đắc quả A-La-Hán sẽ sống độc thân. 4. Bậc thánh nhân A-La-Hán cố gắng thành tựu bước tiến cuối cùng để tận diệt 5 thằng thúc còn lại là luyến ái những cảnh sắc giới, luyến ái những cảnh vô sắc giới, ngã mạn, phóng dật và vô minh, và đắc quả A-La-Hán bước đến cuối cùng. Những vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A-La-Hán được gọi là Sekha. Ta thường dịch là bậc hữu học, trong ý nghĩa là những vị còn phải học thêm nữa, bởi vì các ngài còn cần phải tu luyện thêm nữa mới đến mức tuyệt đỉnh. Chư vị A-La-Hán được gọi là A-Sekha, thông thường được gọi là bậc vô học, vì các ngài không còn phải học hành thêm. Một vị A-La-Hán, đúng theo căn nguyên của danh từ A-ra-han, là bậc xứng đáng thọ lãnh vật cúng dường, ứng cúng, không còn tái sanh nữa, vì ngài không còn tạo nghiệp mới, mầm giống tái tạo đã bị tận diệt. Vị A-La-Hán nhận thức rằng, tất cả những điều kiện phải làm đã làm xong, gánh nặng phiền não đã được đặt xuống, và tất cả những hình thức ái dục, tất cả những mức độ vô minh đều hoàn toàn được tiêu diệt, loại trừ. Vị hành giả hữu phước ấy, bây giờ đã đến mức tột đỉnh, cao hơn tất cả các cảnh trời, hoàn toàn dứt bỏ mọi tham vọng và mọi ô nhiễm của thế gian, và chứng nghiệm hạnh phúc vô cùng cao thượng mà ngôn ngữ trần gian phàm tục không thể mô tả, hạnh phúc niết bàn. Vị A-La-Hán không còn tái sanh nữa vì không còn gây nghiệp tái tạo. Tuy nhiên, ngày nào còn mang cơ thể vật chất này, một vị A-La-Hán vẫn còn phải chịu đau đớn về vật chất. Ta có thể ghi rằng các vị A-La-Hán hay A-La-Hán đạo đã phát triển thiền sắc giới và vô sắc giới. Ngay trong kiếp sống này có thể chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn liên tục trong 7 ngày. Danh từ Pali gọi là Nirodha Samapatti, diệt thọ tưởng định hay đại định. Trong trạng thái này,
vì thánh nhân hoàn toàn không thọ cảm đau đớn gì hết, và mọi sinh hoạt tinh thần đều ngưng, luồng tâm tạm thời ngừng trôi chảy. Về sự khác biệt giữa người nhập Nirodha Samapatti, diệt thọ tưởng định, và người chết, sách Thanh Tịnh Đạo dạy rằng, trong xác chết, chẳng những mọi năng lực của cơ thể như hơi thở, tiếng nói, tâm đều ngưng động và yên lặng, mà mọi sự sống cũng đều chấm dứt, hơi nắm không còn và giác quan cũng hết nhạy cảm. Trong khi ấy, bên trong vị tỳ khưu nhập diệt thọ tưởng định, sự sống, hơi nắm vẫn còn và giác quan vẫn sáng suốt, mặc dù hơi thở, sự quan sát và tri giác đều ngưng động và yên lặng. Theo Phật giáo, trong ngôn ngữ ước định thông thường, ta nói đó là hình thức hạnh phúc cao thượng nhất có thể có được trong kiếp sống này. Tại sao? Ta đắc quả Niết Bàn, một vị A-la-hán còn tiếp tục sống trong kiếp người, là bởi vì cái nghiệp lực tạo điều kiện cho Ngài tái sanh trong kiếp sống hiện tiền chưa chấm dứt. Để lặp lại lời của Schopenhauer, cũng giống như cái bánh xe mà anh thợ lò gốm quay để uốn nắn món đồ. Khi nắn xong, giở tay ra, bánh xe vẫn còn quay cho đến lúc hết trớn. Hoặc nữa, để ghi lại một hình ảnh mà kinh sách chúng ta thường dùng, cũng như một cây nhánh mà ta chặt lìa khỏi thân cây, nhánh không còn trổ ra thêm lá tươi hay hoa quả nữa, vì không còn tiếp nhận mủ từ trong thân cây, nhưng lá và hoa đã sẵn có trên cành vẫn tồn tại thêm một thời gian. Vị A-la-hán tiếp tục sống cho đến hết kiếp sống hiện tiền, nhưng không tạo nên nghiệp mới và không hề quan tâm đến sự chết. Ngài sẽ nói như Đức Sariputta, Đức Xá Lợi Phất: ta không quan ngại đến cái chết hay sự sống. Ta sẽ trải cái thể xác phù du này xuống trong tức khắc, với tâm sáng suốt và thức tỉnh, hoàn toàn kiểm soát. Ta không hững hờ với ý tưởng về sự chết, cũng không thích thú trong sự sống. Ta chờ thì giờ như người làm thuê đã hoàn tất công việc. Sau khi vị A-la-hán nhập diệt, như ngọn lửa trước gió có thể tắt mà ta không thể ghi nhận xem ngọn lửa ấy đi về đâu. Cùng thế ấy, Đức Phật dạy một vị A-la-hán thoát ra khỏi danh sắc, tâm và vật chất rồi mất, ta không thể ghi nhận Ngài đi đâu. Như vậy, vị A-la-hán chỉ biến mất đi đâu hay quả thật Ngài không còn nữa. Kinh Nipata dạy rằng, người đã biến mất thì không còn hình thể để cho ta nói rằng người ấy còn. Khi tất cả những điều kiện đều chấm dứt, thì tất cả mọi vấn đề để chấm dứt như vậy. Kinh Udana giải thích điểm phức tạp này như sau: như những tia lửa nóng giăng tủa tung ra khi anh thợ rèn đập vào cục sắt đỏ, từng đốm một phát lên, tủa ra rồi tắt, và không ai biết nó đi về đâu. Cũng dường thế ấy, những gì đã hoàn tất đạo quả giải thoát, đã vượt qua trần lục tham ái, đã thành tựu hạnh phúc vắng lặng, các ngài không lưu lại vết dấu nào. Về vấn đề này, bộ Mahasihima Nikaya Trung A Hàm cũng có ghi lại giai thoại lý thú sau đây. Một vị đạo sĩ du phương hành khất tên Vachakota đến ý kiến Đức Phật và hỏi: này đạo sĩ Cồ Đàm, một vị tỳ khưu đã giải thoát sẽ tái sanh đi đâu? Lẽ dĩ nhiên vị đạo sĩ muốn ám chỉ người đã đắc quả A-la-hán. Này Vacha, nói rằng người ấy tái sanh thì không đúng. Vì người ấy không tái sanh. Nói rằng người ấy không tái sanh thì không đúng. Này đạo sĩ Cồ Đàm, vậy người ấy vừa tái sanh vừa không tái sanh? Nói rằng người ấy vừa tái sanh vừa không tái sanh là không đúng. Vậy người ấy không tái sanh mà cũng không tái sanh? Này Vacha, nói người ấy không tái sanh mà cũng không không tái sanh cũng không đúng. Trước những câu giải đáp
thoáng nghe hình như không dựng ấy. Pacha lấy làm bối rối, và trong tâm trạng mập mờ ấy, vị đạo sĩ Du cất than: "Này đạo sĩ Cồ Đàm, quả thật tôi hết biết gì nữa vấn đề này và thấy càng rối trí." "Đủ rồi, Pacha, không nên rối trí và không biết gì nữa. Này Pacha, giáo lý này thật uyên thâm, bí hiểm và khó hiểu, tốt đẹp. Thật tốt đẹp và không thể thấu hiểu bằng cách luận lý suông. Tế nhị và chỉ có bậc thiện trí mới thấu đạt. Đây là một giáo lý mà Pacha có lãnh hội. Vì Pacha trưởng thành trong một giáo phái khác, trong niềm tin khác, trong tín ngưỡng khác, trong kỷ cương khác và ngồi dưới chân một đạo sư khác. Do đó, hỡi Pacha, Như Lai sẽ nêu lên đây những câu hỏi, và Pacha hãy giải đáp theo ý mình. Này Pacha, nếu có lửa đang cháy trước mặt, Pacha có ý thức rằng lửa đang cháy trước mặt mình không? Nếu lửa cháy trước mặt tôi sẽ ý thức được rằng lửa đang cháy trước mặt tôi. Nếu có người hỏi do đâu lửa cháy, thì Pacha giải đáp thế nào? Tôi sẽ đáp rằng do nhiên liệu, cỏ và cây khô mà lửa cháy trước mặt tôi. Nếu lửa trước mặt Pacha tắt, Pacha có ý thức rằng lửa trước mặt Pacha tắt không? Nếu lửa trước mặt tôi tắt, tôi sẽ ý thức rằng lửa trước mặt tôi tắt. Nếu có người hỏi ngọn lửa tắt rồi đi về ngã nào, hướng đông hay hướng tây, nam hay bắc, Pacha sẽ giải đáp thế nào? Câu hỏi đặt như thế không đúng, hỡi Sa Môn Cầu Đàm, bởi vì lửa cháy do nhiên liệu, cỏ và cây khô. Khi nhiên liệu hết, không còn nhiên liệu nữa, không còn gì nuôi ngọn lửa nữa, ta nói rằng ngọn lửa tắt. Cũng đúng như vậy, tất cả những hình thể, cảm giác, tri giác, sinh hoạt tinh thần và thức đã bị dứt bỏ, diệt tận gốc rễ. Giống như ta bứng gốc một cây kè và không còn gì có thể đâm chồi lên nữa, tắt hẳn. Vì thánh nhân, này Pacha, đã dứt bỏ được cái gọi là thân ngụ uẩn này, thật cao siêu, không thể đo lường được, mênh mông như đại hải. Nói rằng vị ấy tái sanh là không đúng, nói rằng vị ấy không tái sanh cũng không đúng, mà nói rằng vị ấy không tái sanh cũng không tái sanh cũng không đúng. Ta không thể nói rằng vị A-la-hán tái sanh, vì mọi khát vọng tạo điều kiện cho sự tái sanh đều bị tận diệt. Ta cũng không thể nói rằng vị A-la-hán tan biến, mất tiêu, trở thành hư vô, không còn gì hết, bất tại, vì không có cái gì để tiêu mất, trở thành hư vô. Một khoa học gia, Robert Oppenheimer, viết: "Nếu hỏi rằng vị trí của điện tử có ở nguyên một chỗ không, ta phải trả lời không. Nếu hỏi điện tử có ngừng nghỉ không, ta phải trả lời không. Nếu hỏi điện tử có di động không, ta phải trả lời không." Đức Phật cũng giải đáp như vậy. Khi có người hỏi về hiện trạng của con người sau khi chết, nhưng đó không phải là những câu trả lời quen thuộc trong truyền thống khoa học của những thế kỷ 17-18. Vậy ta có thể kết luận chắc chắn rằng Niết Bàn được thành đạt bằng cách hoàn toàn chấm dứt mọi ô nhiễm. Nhưng bản chất thực sự của pháp cao thượng ấy không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ. Về phương diện siêu hình, Niết Bàn là hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi đau khổ. Về phương diện tâm lý, Niết Bàn là tận diệt tự ngã. Về phương diện luân lý, Niết Bàn là sự tận diệt tham sân si.